Việc chính phủ Úc tư nhân hóa hàng loạt những tài sản lớn trong nền kinh tế nước này dự báo sẽ mở ra một thị trường cho các nhà đầu tư. Nhưng liệu các nhà đầu tư có đủ nguồn lực tài chính để mua hết những tài sản này hay chính phủ Úc lại phải thấy cảnh tài sản tồn đọng không có người mua? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về vấn đề này thông qua phần trao đổi của chuyên mục Breaking News. Một làn sóng tư nhân hóa đang ồ ạt diễn ra ở Úc với tổng giá trị tài sản lên đến hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Đó thực sự là một con số khổng lồ. Đúng vậy, Tara. Chúng tôi nghĩ sóng tư nhân hóa là một thị trường đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư. Cô biết không, 100 tỷ đô la Mỹ tương đương với 3/4 trị giá những thương vụ M&A tại Úc trong 2 năm qua. Điều mà chúng ta thấy chính phủ Úc đang làm chính là cố gắng cân bằng lại nền kinh tế sau sự sụt giảm, đầu tư khai thác khoáng sản tại nước này. Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng cao nhất trong vòng 12 năm. Chính phủ Úc hiện đang yêu cầu chính quyền địa phương bán tháo các tài sản cơ sở hạ tầng và sử dụng số tiền này vào các dự án mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm việc làm. Vậy rõ ràng sẽ có một thị trường béo bở sắp được mở ra, nhưng người mua sẽ là những ai? Là người dân địa phương hay là những tổ chức quốc tế? Thực ra có rất nhiều nguồn tiền quan tâm tới việc mua những tài sản dạng này. Đó có thể là những quỹ hưu trí toàn cầu, quỹ đầu tư, quỹ cấp vốn. Ngoài ra cũng có thể là các doanh nhân hoặc những nhà đầu tư vào cơ sở hạ tầng cũng đều rất hứng thú với những tài sản này. Tuy nhiên, một vấn đề mà chính phủ Úc đang gặp phải chính là đã khuyến khích tất cả các bang đều bán tài sản cùng một lúc. Do vậy mà các bang này phải cạnh tranh để có được người mua. Việc này sẽ hình thành một nút thắt cổ chai. Dù rằng có rất nhiều tiền mặt sẵn sàng theo đuổi để mua những tài sản này, nhưng không có nhiều những nhóm có khả năng thẩm định tốt và đủ sức giành lấy tất cả những tài sản này. Theo như cô nói thì có vẻ như chúng ta đang gặp một vấn đề về cung cầu. Chính xác, Tara. Chúng tôi đã ghi nhận một số tài sản sẽ tư nhân hóa trong năm nay. Những tài sản này đã được thẩm định giá và thu hút khá nhiều các nhà đầu tư. Tuy nhiên, vấn đề là chính phủ liên bang lại đang lên kế hoạch cho làn sóng tư nhân, bắt đầu với công ty bảo hiểm Medibank với giá 4 tỷ đô la Úc. Tiếp theo sau đó là bưu điện Úc. Đây sẽ là một rủi ro thực sự. Khi những tài sản chờ bán sẽ khó có người mua hoặc phải bán với giá thấp hơn. Trước làn sóng tư nhân hóa của chính phủ Úc, chuyên mục Breaking View cho rằng đây sẽ là một thị trường hấp dẫn các nhà đầu tư, nhưng cũng rất có thể thị trường sẽ bị dùng ứ khi có quá nhiều tài sản tư nhân hóa cùng lúc.